Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Thái miễn phí mỗi ngày. Hôm nay ta học về chủ đề phương hướng và địa điểm. Bởi vì mình làm cái clip này nó hơi chậm với các bạn, bởi vì mình phải nghĩ ra những cái từ nào nó phù hợp, thông dụng để cho các bạn dễ học. Và mình dám đảm bảo rằng trên tất cả từ trước đến nay các bạn không tin cứ thử search ở YouTube là biết. Chưa có bài nào mà sẽ viết hoàn toàn bằng tiếng Việt như thế này và phát âm lại để cho các bạn hào dễ học, dễ hiểu. Đa số các phần mềm hoặc là những người dạy trên YouTube họ thường thường dùng cái chữ Latin, nên đối với ta mà để mà đọc cái chữ Latin nó rất khó, kể cả về phát âm hay là đọc nó cũng đã khó đọc rồi, chứ nói đến phát âm. Thì mình đã nghĩ ra cái cách này để giúp cho các bạn dễ học, dễ hiểu và bất cứ ai cũng học được. Và bây giờ ta bắt đầu học. Rẽ phải, liếu khóa. Rẽ trái, liếu trái. Các bạn lưu ý cái từ sái này, mình viết bằng chữ Việt thì nó sẽ thành sái, nhưng khi ta phát âm là không có gió, ta đọc là liếu trái. Lên, khưn. Xuống, lông. Đi thẳng, tung bay. Trái, trái. Phải, khóa. Phía trước, khang na. Phía sau, khang lẳng. Phía trên, khang bồn. Đối diện, đông kham. Băng qua đường, kham thần ổn. Đèn giao thông, phay cha la chon. Ngã tư, xì dè. Đi bộ 5 phút, đơn Hanathi. Lên xe taxi, khun lốt taxi. Cầu vượt, Spaloi. Xa bao nhiêu, cay khe nãy. Ở đâu, dù thế nãy. Nhà vệ sinh ở đâu, hòn nám dù thế nãy khắp. Ở đây mình quên cái từ khắp, bình thường ở người Thái họ phải có từ khắp theo. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa. Rẽ phải, liếu khóa. Rẽ trái, liếu trái. Lên, khưn. Xuống, lông. Đi thẳng, rung bay. Trái, trái, trái. Phải, khóa. Phía trước, khang na. Phía sau, khang lẳng. Phía trên, khang bồn. Đối diện, tông kham. Băng qua đường, kham thần ổn. Đèn giao thông, phay cha la chon. Ngã tư, xì dè. Đi bộ 5 phút, đơn Hanathi. Lên xe taxi, khun lốt taxi. Cầu vượt, Spaloi. Sao bao nhiêu, cay khe nãy. Ở đâu, dù thế nãy. Nhà vệ sinh ở đâu, hòn nám dù thế nãy khắp. Và hôm nay là chủ đề, ta học về chủ đề phương hướng và địa điểm.
Thì bài tiếp theo mình sẽ áp bài lên, vẫn là phương hướng và địa điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh cho mình để các video tiếp theo để các bạn không phải bỏ sót qua video nào.